Ở đằng sau mình đang có một tên cướp biển. Ôi đây nè. Cái gì? Con bự lắm á. Wow. Này chắc để lên nó sảy á. Sảy hả? Ôi trời. Chắc mình có đem cái bao đi mà. Ờ cái đúng rồi. Cái bao để ngoài xe mất tiền mọi người coi nè. Đừng một con cá lóc kiến. Xin chào buổi sáng mọi người đã quay trở lại với kênh của Mai nha. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Sáng nay thì mọi người thấy là có bé Trâm với bé Tiên ở một cái khung cảnh là rất là quen thuộc. Tầm 1-2 ngày trước thì Mai với bé Hiền là đã hai chị em Mai đã ở đây là có đi mò con trai sông rồi. Hôm nay thì tiếp tục Mai rủ thêm bé Trâm với bé Tiên nữa là sẽ dựng lên một cái cuộc thi. Đi mò chém chép xem đội nào thắng nha. Mai với Trâm thì sẽ là một đội, còn Hiền với bé Tiên á, là một đội. Sau khi mà thắng thì tờ 500 ngàn này sẽ thuộc về đội đó nha. Ví dụ mà Trâm với Hiền với bé Tiên mà thắng thì sẽ thuộc tờ 500 ngàn này, là coi như là chia đôi, mỗi đứa sẽ là 250. Mỗi người một cái thao mọi người. Hôm nay thì Mai có đem đây là hai cái thao. Mai với bé Tiên, bé Trâm á, thì một cái thao, Hiền với Tiên là một thao. Sau khi bắt lên thì sẽ chia đôi. Bây giờ là chia đôi, bắt lên bắt đầu sẽ đếm xem đội nào nhiều con hơn. Bây giờ bốn chị em Mai sẽ ăn sáng nha. Ăn sáng xong thì bắt đầu thì mình sẽ xuống cái con sông ở dưới này, con sông nhỏ, để mình đi mò con trai sông nha. Hiện tại bây giờ là 10 giờ sáng thì đi trễ một tí mọi người, còn hơi sớm thì nó lạnh, nước nó hơi lạnh tí, đi trưa trưa vậy thì nó không lạnh nha. Giờ mình sẽ ăn sáng cái nha. Đây, lấy đồ ăn ra ăn đi. Hôm nay thì mình sẽ mua cơm hộp, mỗi đứa một hộp cơm hộp mọi người. Ăn cho nó lẹ rồi mình chuẩn bị vào cuộc thi đi mò con trai sông. Bây giờ mời mọi người ăn cơm nha. Cơm cá. Chị với Tiền là ăn cơm cá, cái này là cá ba sa. Hai đứa kia là ăn cơm thịt với trứng đúng không? Mình ăn bắp đúng không? Ủa, không có muộn hả? Thôi chứ. Đâu? Chị Mai không coi nè. Đâu? Ủa? Có muộn rồi. Có chừng cái muộn này nó dính lại không? Không, này dính lại chứ. Bây giờ mời mọi người ăn cơm nha. Hôm nay thì đi mua hộp cơm, mọi người mua 4 hộp. Nhưng mà có 2 muộn à. Hiền với bé Trâm là phải đi bẻ cây ăn. Bẻ cây làm đũa. Giờ mời mọi người ăn cơm nha. Mời mọi người ăn cơm nha. Dán nha. Mời mọi người ăn cơm nha. Một lát gán mò nhiều nhiều nha. Mình sẽ giành chiến thắng. Bé Hiền của mọi người cũng là một cao thủ mò con chém chép, mò con trai sông nè. Mò rất là ghê nha. Hiền là hồi đó hay đi mò trai sông con chém chép đúng không? Ở dưới suối đúng không? Dạ. Tiên có mò, mò qua chưa? Có. Hồi nhỏ con với Văn đi mò hoài. Ừ. Đi cùng. Ở đây là cao thủ luôn rồi đó. Con Trâm sao? Mò qua chưa? Có. Vậy là toàn bộ ở đây ai cũng đã từng đi mò con trai sông hết mọi người. Tranh thủ là mình sẽ ăn sáng. Xong rồi bắt đầu mình đi xuống dưới mò. Có ớt á. Ăn hết rồi, ăn hết rồi. Đem thêm một bình nước nữa. Uống. Hôm bữa là hai chị em Mai đi mò về nấu cháo, hôm nay thì sẽ mò thi. Xong rồi đếm thêm Mai nhiều. Ngày hôm sau bắt đầu thì mình sẽ đem đi nướng mò hành ăn. Nãy giờ là bốn chị em Mai cũng đã ăn cơm xong hết rồi. Mọi người coi kìa. Tiền nó mê tắm quá. Thành ra lỡ xuống trước với Trâm. Bây giờ là Mai với Hiền sẽ xuống nha. Cẩn thận nha, lúng không Hiền? Lạnh không? Lạnh không Tiên? Không, mặn không? Mặn hả? Coi kìa nó quậy đục. Từ từ thẳng mò nha Tiên ơi. Kìa, Tiên mò được một từ con. Từ từ. Trời nó gấp gáp quá. Mai chưa có xuống nữa mà nó đã mò rồi. Mình bỏ vô mình chung rồi. Hôm nay nước nó không có sâu bằng hôm bữa Mai với bé Hiền đi. Hôm bữa nó lạnh trời ơi. Mới xuống muốn chết luôn mà nó không lạnh. Không lạnh mà, mát mà. Mát mà chị Mai. Chị Mai chưa mò, chưa đi nước nhiều nên chị Mai không biết. Mới xuống cảm thấy lạnh lạnh, Hiền lạnh không? Không. Đưa đưa cho chị mượn thao đây nè. Không. Lại đưa chị cặp nè. Ôi, hình như chị thấy một con ở đây gì nè. Chị Mai khổ quá. Và cặp lại đây.
Giờ bây giờ là Mai với bé Trâm sẽ một tập nha. Hai chị em Mai sẽ cái thao này. Cố gắng là hai chị em Mai sẽ bắt đầy cái thao này nha. Còn Tiên với bé Hiền sẽ một cập nha. Ở dưới đây có này, có này, có này. Có hả? Ừ. Tao thử coi nha. Nó sâu quá hả? Ừ. Có cái nịch. Thiệt không? Thì nó chân em đập này. Cái này mình sẽ lấy chân đạp. Hôm nay thì nước nó không có sâu mười. Hôm bữa là Mai với bé Hiền á. Tới ngực luôn đó nha. Mà hôm nay là tới lưng quần à. Anh về tắm không hả? Không, em mò. Nhớ nha. Có một con này. Có con hả? Rồi. Đâm ơi, nó lượn con rồi kìa. Kệ nó. Chắc nó trước luôn. Chắc nó trước luôn. Kệ nó. Ở bên hai con luôn kìa. Ê, mấy con nhỏ đứng đấy nha. Đưa cho chị mượn coi coi. Con cỡ này là không có tính. Con cỡ này là Mai sẽ không tính nha. Mai sẽ phóng sinh con này nha. Ôi, con này vừa hỏi mình bắt hơi nhiều lần luôn rồi đó. Hôm bữa chị với con nó lấy hiền bắt hơi bị nhiều luôn. À, đây, con hình như là đó con nó lấy đó. Ừ, đúng rồi đó. Hình như là chị bắt được con như này hay sao. Tiên ơi, mình nghĩ chắc đội mình thắng quá à. Hiền đang cầm điện thoại quay thôi mà con Trâm nó bắt quá trời ơi, con Tiên bắt quá trời luôn rồi. Mai chưa có dám hụt xuống nước nữa. Lạnh lắm, tiện sao hôm nay lạnh vậy ta? Chị hợp đi mà hồi nó không có lạnh nữa. Dạ. À, hợp đi. Chị hợp một mà hồi chị. Dạ. Bây giờ Mai sẽ mò. Trâm ơi, cố gắng lên Trâm ơi. Chứ gì nó được mấy con rồi kìa. Có cá lô kiến nó bắt luôn nha. Ừ, có cá lô kiến. Ai mà bắt được cá lô kiến là cho một chiếc cúp nha. Cá lô kiến là anh sang cho mấy đứa nhỏ mọi người. Bắt rất là giỏi luôn á. Ôi như sao hôm nay mình mò không có ra. Bữa dưới Hiền vừa xuống nó bắt quá trời luôn hả? Con mắt con kiếp. Con gì? Đến rồi đâu. À, con cá lô kiến nè, nó chạy đâu tiên rồi. Nó con cá lô kiến nó chạy đi đây nè. Chạy đường này rồi. Ờ, nó đang nằm đây luôn á. Ừ. Sao mất dạy. Có cái hang á, mấy cái hang đó, hang của nó đó. Ừ, ngồi. Bữa em đi mò hoài luôn á. Bữa em đi mò hồ, mò cá bên trong hồ á. Hả? Có trời. Nhiều lắm hả? Đi mò đi. Nãy giờ chưa mò được con nào hết á. Trâm ơi chết rồi. Chị Tiên nó mò nó hụt luôn kìa. Rồi Tiên nóng xíu à. Chết rồi. Tự nhiên bắt cặp với Trâm làm gì không biết nữa. Sao? Chấm không luôn. Chấm không có gì hết. Mình sẽ lùi lùi lên trên này nha. Trên này hơi bị nhiều luôn á. Tiên ơi giữ cái thao mình nha Tiên ơi. Coi chừng mắt đó. Nghe chưa? Gần gần kìa, chị bé nói gần gần lấy mấy con kìa. Ủa sao nước sâu dưới đây? Đây! Đây một con rồi đây! Yeah, đây là con đầu tiên em được bắt đầu rồi. Có 4 con rồi. Giá là nó hơn Mai tới 3 con rồi mọi người ơi. Cố gắng, cố gắng. Trâm ơi! Đừng có bơi nữa Trâm ơi, cố gắng Trâm ơi. Nè, có không? Em mò cá chị Mai. Trời ơi, đi mò chén chép cái đi, đừng có mò cá gì hết á. Cứ biết là con này, mày mò được một con nè. Hai con. Trâm này chết là vợ rồi. Đây, cặp bên kia đã tiến sang tới bên kia rồi mọi người. Hai chị Mai sẽ mò khúc này nha. Là khúc ốc. Mai một tay mò, một tay cầm điện thoại. Trâm cầm cái thao đi Trâm. Trâm này như kêu nó đi theo đi tắm hay sao. Hả? Bự vậy? Đi đi ra ngoài mò đi. Nè một con rồi. Đâu? Nhỏ xíu à. Thôi đó, bỏ đi. Mấy con đó là chịu có lấy đâu, chịu không có tính đâu thiệt. Mấy con đó mình không có dám tính tính là Hiền nó chửi mình chết. Sao lại chửi? Nhỏ quá. Này, mò đồ con nhỏ. Con em hình em giục đó. Quăng. Đi ra ngoài giữa đó. Cái gì vậy Hiền? Nãy giờ mấy con rồi? Hai con rồi. Hai con rồi kìa. Ôi, mò thấy ta. Đi lên khúc này chị mò nè. Trâm hình như không biết mò chỗ này sao á. Sao mò chỗ này nó không có ta? Đây, đây, đây. Một con, một con. Đây, một con. Đi phải đập cái chân nó. Tính ra nãy giờ chị mò được mấy con, Trâm còn chưa mò được con nào luôn á. Một con rồi, nó sậy. Rồi con cá lô kiến.
đây đây nè, hai con đây đây ba con nó không có luôn ai chết rồi Trâm ơi, Trâm này vợ rồi. Hiền nghe được bao nhiêu con rồi Hiền? Em bắt được ba con à. Không biết là trong cái thao được bao nhiêu con rồi. Mấy con rồi tiên? Thọt sâu sâu vô, thọt xuống dưới cào lên, cào cái sình lên. Được mấy con rồi? 9 con. Đây là thành quả nãy giờ hai chị em mai mò này mọi người. Chở nhiều vậy? Hình như nãy chị có mò được con nhỏ không biết nằm đâu ta. Em giục à. Không. Đây. À, xíu rồi. Quăng luôn, không lấy. Hôm nay nằm gì? Hiền nhiều không Hiền? Dạ. Đâu coi coi. Coi nha, chị má nha. Chị má ăn nó làm gì vậy? Ê, bỏ ra. Từ để chị coi thử coi. Okay, con nào bự bự nha. Chết rồi. Tính ra Hiền cũng nhiều quá chứ. Gán gán mò nha. Thôi à. Ủa mình sẽ đi ra đây nè. Dịnh đi, dịnh thao đi. Nè. Trời ơi con bị to luôn. Vậy chưa. Ôi nè. Một chỗ hai con á. Cắm. Tự mà nhiên em... ra ngoài đây mò được mấy con luôn. Mà em dính gì à. Mà không dính gì mà nó chét thêm miếng sình vô nữa. Hình như ra chỗ sình sình mới có hay sao á. Đúng không? Hồi nãy mình mò trong khúc trong kia không có. Lấy cái chân á. Cào 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 đi. Coi nè, mọi người coi cái mặt Trâm nè. Còn Tiên đâu rồi? Tiên ơi, được mấy con rồi Tiên? Ôi, Tiên ơi. Có con dữ con à? Thò nè. Sù huyết kìa. Con huyết nè. Đâu? Trời đã vậy. Hôm bữa Hiền nó cũng mò được con sù huyết mọi người. Nhưng mà lâu 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 được con à. Đâu? À. Bự vậy, cái bự coi. Nuôi cái thao đây kìa. Hình như chết hay gì nè. Chưa. À, chưa chết. Đấy, trời ơi mọi người coi con Hiền nè. À, trời ơi. Lâu lắm rồi mới mò được con đó đó. Hôm bữa hình khi nãy bây giờ mới xuống á là chưa được con nào bự hết, mới nữa con nà. Vừa vừa. Nữa nè. Thôi đãi vậy. Chị Mai đừng nhìn em cười ai. Ở đây có một cái cây có cục đá chưa? Ở ngoài này mới có con bự. Ở trong không có con bự, trong toàn mấy con nhỏ nhỏ. Con nhỏ nhỏ con chim chép á. Ngoài này là con trai sông. Hình như chị phát hiện được con đây nè. Không phải. Con này là con ốc. Cái gì Tiên? Con chim chép. Giống chim chép của Tiên hả? Mọi người suy nghĩ trong sáng tí xíu nha. Con chim chép là cái... bự vậy? Là cái con chim chép mà Tiên nó mò thôi mọi người. Mọi người coi nè. Ôi, cái con gì trên đầu kìa? Hình như con này con mắm thì mắm thúi nè. Con này người ta kêu là con bà mắm. Nó thúi lắm. Nó hôi lắm, nó hôi giống mùi mắm vậy. Vừa mò vừa chơi luôn chứ đại giờ mai thấy mai chưa được mò được con nào luôn á. Không mò con nào hả? Không, ý là mới ra đây nè. Mới đây chưa mò được con nào á. Nè, hai con rồi nè. Hai con hả đại vậy? Đây một con. Mà con này nó hơi nhỏ. Con này nó đang mở miệng luôn nè. Con này nhỏ tí. Một con nữa nè. Hả? Hả bự vậy? Con này bự nè. Mò đến nỗi đầu xù tóc rối luôn. Trâm với Tiên mọi người. Hai đứa này nó khoái hợp đầu lắm. Đây. Con này bỏ. Con nhỏ thì mai sẽ bỏ mà không có lấy. Con Tiên mất tiêu rồi. Không biết nó mò chim chép hay làm gì nữa mà nó cứ hụt hoài luôn. Còn Trâm thì thấy mỗi cái đầu à. Nó mà hụt dữ à. Dạ.
trời chuẩn bị chuyện mây đen nữa mọi người. Đây được một con hơi bị to luôn, siêu to, nhiều không? Nhiều cho chị mượn cái thao coi coi. Mượn thao nha, không được ăn trộm nha. Trời, mọi người coi nè, tính ra nhiều ha, con nào con nấy cũng bự quá trời bự luôn ha. Trời ơi, tính ra ở bên đội bên này mò thằng con to không mọi người. Đây nè. À, thêm một con nữa nè. À. Mò giỏi nha. Tiên mò giỏi ghê luôn á. Bé Hiền bắt được một con cá lau kiến. Đã vậy? Bự không? Trời ơi, mọi người coi nè. Sao mà bắt được hay vậy? Lấy cái đuôi để đòi ra. Này chắc để lên nó sảy á. Sảy hả? Ôi trời. Chắc mình có đem cái bao đi mà. Ờ cái đúng rồi. Cái bao để ngoài xe mất tiền mọi người coi nè. Đừng một con cá lau kiến. Lần đầu tiên mò được mà. Giờ sao ta? Giờ làm sao đây trời? Giờ mình đem đi nướng. Đem đi nướng đây nha. Ờ chắc nó sảy. Để nó sảy để chắc luôn á. Cái đuôi nó lòi ra hả? Hay là nó nằm trong hang? Nó nằm trong cái hang, nó lòi cái đuôi ra. Rồi. Giờ sao ta? Giờ đi tìm cái gì đựng con cá rồi nha. Chứ để đây không có được mọi người. Lần đầu tiên bắt được con cá nè. Chào cái gương miệng hồi, chào cái gương miệng cho Hiền nha. Hiền bắt được con cá. Để cho bé Hiền này lấy cái bao rồi. Ôi. Cái gì vậy Mai? Con này là con này chắc có chài quá. Ô. Vừa bự gì? Đây nè, đây nè. Hai con luôn. Em bắt màu được con rồi mọi người coi nè. Trời ơi, nó siêu già luôn. Con này là con gọi là ông nội luôn đó. Con em con này nó bự nhất trong mấy cái con mà bé Hiền với bé Tiên mò nãy giờ luôn á. Mày để xuống hai con này, còn con đó hả? Thế rồi à, từng thêm được con cái không có chậm, nó đang cộng cá để cho Hiền đi lấy cái bao, lấy bao ngoài xe mọi người. Rồi bỏ vô trong cái bao đi mọi người, xem có một con cá thôi mà đem luôn cái bao. Cái bao đó là đem để đựng mấy con chai sông này nè. Đây là con già nhất mà Mai mò được nè mọi người. Mở vô. Mở cái bao ra. Rồi nó nhảy kìa. Hả? Rồi Hiền máng ở trên kẹp mấy xính cục đá đó luôn. Để cho Hiền kẹp lên cục đá đó. Ôi chỗ đó nó có mấy con bướm nó bay ra kìa. Giờ tiếp tục mình sẽ đi mò nữa nha. Bây giờ bắt đầu là chị em Mai sẽ di dời lên khúc trên kia nha. Tại vì là cái khúc ở dưới này nè mọi người, là mò cũng đã hết rồi, không còn nữa. Sáng giờ thì mò được nhiêu đó đó. Chắc nãy giờ cũng là tầm 2 tiếng đồng hồ rồi. Chăm với bé Hiền cũng đã lên tới trên kia rồi. Có không hai đứa? Nhiều không? Nhiều hả? Ở đây có một con siêu to luôn. Đây. Con này nó đang mở miệng luôn mọi người. Nè. Chăm mới chăm. Trên này là chị Mai ơi. Nè nè, cầm giùm chị đi, con này hơi bị to luôn. Tao tính ra nãy giờ không để ý khúc trên này. Đã, ơi coi chuẩn chơi đi nha. Nhiều khi mình phải để ý, nhiều khi mò ở chỗ này nè, có một con, xong rồi một lát là nó phải có thêm con sát bên nữa. Mai phát hiện thêm một con siêu to luôn. Đây. Mọi coi nè. Đã chưa nè. Dính cái thao lên giùm chị đi. Giờ cầm con này là khỏi mò luôn. Né dữ lắm. Cái thang nó kìa. Ơi chỗ sình này có nè. Lại chỉ mò được hai con to ngay chỗ sình này luôn á. Đấy một con. Siêu to luôn. Ơi thêm một con nữa nè. Cặp bổ. Hai con. Ủa, con này ú hơn con lại luôn á. Thêm một con nữa. Hên. Gặp ổ. Người ta kêu gọi là 30 chưa phải là Tết. Wow, con này bự chỉ bá lửa luôn. Hình như khúc này có ha. Đứng ra mò nãy giờ nhiều luôn luôn á. Em mò không có con nào. Ở đây con nữa nè. Mỗi lần mò xong là phải rửa. Wow. Ê, trời ơi, siêu to luôn. Mấy ơi. Cái gì vậy? Con bự lắm nè. Sao? Từ từ để coi chị như có con nè. Không phải.
nè, trời giá vậy, ôi siêu to luôn. rửa sạch cái đó. Đây, mọi người coi mấy con nào mà nó có cái màu trắng trắng vậy nha, là mấy con đó rất là già luôn, nó sống lâu năm lắm rồi đó. Bé Hiền với bé Tiên thì đang ở khúc dưới đây mọi người thấy không? Áo màu hồng á. Con có rồi. Nè, một con nè. Chị Mai, có bự nè. Nhìn nè. Chị Mai. Nhìn nè, có bự nè. Một con à. Chị ơi, em bắt được ba con luôn. Bao? Ừ. Ôi, có rớt một con mà đâu mất tiêu rồi. Đâu mất tiêu rồi. Chết rồi hả? Không bây rồi. Ôi, bự vậy. Ôi ơi. Ây, đây là thành quả bắt nãy giờ của hai chị em con nha mọi người. Rất khá là nhiều luôn nha. Toàn là con bự bự không à. Nhìn đã ghê luôn, cái này mình đi xào tiếp mỡ là ngon. Nướng tiếp mỡ. Mai. Đâu? Con này con bự nè. Trời bự vậy. Con này chắc khả năng Mai nghi là có con có ngọc trai bên trong này quá. Ôi nó rất là già luôn nha, nó siêu to luôn. À, nãy giờ mấy con kia bắt là không có con nào bự bằng con này hết. Đây, chưa coi nè. Nè. Đại chưa? Chắc à. Cái gì vậy? Quá dừa. Từng bắt được con to chứ. Dặn cái đầu xuống không? Dặn cái đầu xuống, lấy thêm gói, đứng nhanh. Mày biết chưa? Nãy giờ là đi xuống đây ngâm nước đâu được tiếng đồng hồ rồi mọi người. Kệ, lâu lâu thì mình ngâm nước một bữa. Chứ thường thường là ở nhà nấu ăn uống này kia thì nó hơi buồn. Lâu lâu mình đi ngâm nước rửa cho nó vui tí. Cái thao của Hiền hơi bị nhiều luôn nè. Trời ơi, siêu nhiều luôn. Đại ghê luôn á. Ôi mai mò được một con gì nè. Khá là to nha, không biết phải ăn sò không. Ôi hình như con này con sò đúng không? Đúng rồi. Ôi nó to quá vậy trời. Này nó giống như con chim chép mà. Con chim chép nhỏ vậy á. Thêm một con coi nè. Ôi hai con sò luôn. Mai mò được con. Tiên nó mò được con. Con Tiên nhỏ hơn con của Mai một tí. Bỏ đi tha luôn. Lấy luôn. Lấy luôn con sò luôn. Kệ con sò mà, con sò đâu có tính đâu cho nên là lấy luôn. Ủa, gì vậy? Hiền là mò ghê lắm mọi người, mò rất nhiều luôn á. Thao của Hiền đầy hơn thao của Mai rồi. Hình như là khúc trên này nó không có hay sao á. Sình quá trời sình luôn nhưng mà nó không có. Cái này mò xong á, đi về nhà tắm biết bao nhiêu bịch xe bông luôn. Gội đầu tắm này kia. Chăm ơi, nãy giờ có không Chăm ơi? Có chị Mai, sình không mà không có chết gì đó. Sình không mà không có hả? Không có. Khúc này không, khúc này trên này không có hay sao á? Vậy á. Nó lâu cái nghiêm mới có. Ở đằng sau mình đang có một tên cướp biển. Ôi đây nè. Cái gì? Con bự lắm hả? Wow. Siêu to luôn trời ơi. Con cướp biển ở đằng sau kìa, đang mò mò mò. Lé con cướp biển đi ra ra. Con cướp biển đi quý vị. Con cướp biển đó nha mọi người. Đừng... Ai thấy nó chứ sao nó ra nha. Nó đang nó có tiếng gần mình ra. Mình phải giữ cái thao này của mình nha. Nó nguy hiểm lắm á. Ủa em bò hồi đi em sổ huyết không à. Sổ huyết à? Ừ. Con cướp biển này ngộ ta. Đây mọi người coi nè. Cái thao của nó nè. Wow. Đây là cái con mà con già siêu to luôn. Ôi nó có một con ốc nè. Nó chết rồi. Ôi nước này cạn quá. Mọi người thấy không? Mai ngồi nè. Nó cạn quá trời cạn luôn. Ôi nó cạn nước nè. Nè đổ dùm chị hết. Cái túi của chị rớt rớt nước con kia. Là thành quả của Mai nè mọi người. Còn đây là thao của bé Tiên với Hiệt. Dùm dùm chị nha. Còn trong túi nữa đây. Thua đâu mà thua. Một con, hai con. Ba con. Ba, bốn, năm, sáu con. Thua thiệt. Bảy, tám, chín. Mười một. Mười một con.
Bây giờ thì bắt đầu là mình sẽ đem lên bờ xem là ai sẽ là người được nhiều nhất nha. Ở trong này thì mai mò là có con bự, con nhỏ đều có hết mọi người. Con bự, con nhỏ đều có hết. Có cái thao của bé Hiền với bé Tiên đây nè. Ôi trời ơi, con cá. Ôi cái này, nó vô nước nhiều quá rồi. Thành ra nó vô nước. Thôi chừng nha, thôi chừng rớt nữa đó. Thôi rớt đó. Cao mẹ vậy ra luôn. Lấy con này nè, nó nặng quá rồi mọi người. Cho nên là nó dễ bị chìm xuống nước á. Giờ mình sẽ đem lên trên bờ xem là thành quả ai sẽ được nhiều nhất nha. 4 tiếng đồng hồ, 4 chị em Mai đã đi xuống bắt được. Đây là mỗi người một thao mọi người. Bên đây là của Mai với bé Trâm. Bên đây là của Hiền với Tiên. Bây giờ thì Mai sẽ đếm đội bên này trước nha. Xem ai nhiều nha. Ai đếm này? Chị hả? 30. Rồi từ từ đợi tí nha. Khi bỏ xuống là nhẹ nhẹ thôi nha, tại vì khi mà bỏ xuống mà bỏ mạnh quá lỡ bể thì về nhà ngày mai nó chết á, mình chưa kịp nấu. Rồi đếm tiếp, 30 con rồi đó. 50 rồi đó. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60, trời ơi, cái con này cũng bắt luôn. 61, 62. Nhìn vậy chứ già lắm 64, rồi nha mọi người. 65, 65 rồi đó. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Cái này tím không? Không, con này là con sầu huyết mọi người. 86 nè. 86. Hết hả? Còn mấy này là con sầu huyết nha, sầu huyết để ra riêng nha. Sầu huyết để ra riêng xem hồi ai nhiều nha. Rồi bây giờ là tiếp theo là Mai sẽ đếm tới bên này nha. Bên này thì để cho Trâm nó đếm luôn. 7, 6, 7, 7, 8, 7, 9, 80, 81. Bao nhiêu rồi? 84 rồi đúng không? Thụt lùi 83. Nãy trăm điểm lộn. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 99, 100 luôn kìa, con kia kìa. Còn con trong nó. Vậy là độ của Mai với bé Trâm đã thắng rồi mọi người. Ban đầu thì Mai thấy Hiền với bé Tiên, hai chị em bắt rất là nhiệt huyết mọi người. Ủa, bao nhiêu? Con nó chết hả? Vậy là 99, nói chung là cũng thắng nè. Giờ đếm con sao huyết nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ôi, sao huyết nói chung là cũng nhiều đó.
Bây giờ thì đã mọi người đã biết là bên đội nào thắng rồi nha, là Mai với bé Trâm. Còn đây là hai thao của hai chị em, là hai đội nè. Thao bên này là của Hiền với lại Tiên. Thì con của Hiền với của Tiên á là toàn bộ là những con to, con già không mọi người. Ít có kia con nhỏ lắm, có một vài con nhỏ thôi. Còn bên Mai á thì nó nhiều nhưng mà con nhỏ nhiều nha. Đây, mấy con nhỏ nhỏ vậy là mấy con chim chép nè. Mấy con này con chim chép, còn mấy con bự là con trai sông. Đây, hai thao, hai đội. Là hai thao, nguyên một ngày hôm nay bốn chị em Mai bắt mọi người. Là mọi người cũng biết là phần thưởng thắng là ai rồi nha. Bây giờ thì để cho bé Tiên sẽ trao phần thưởng cho Trâm nha mọi người. Đây, trao đi. Mày có buồn nha. Thôi, nó trao phần thưởng nhưng mà nó cũng rất là vui mọi người. Lên đi. Mới đầu thì Mai có nghĩ là Hiền với bé Tiên sẽ thắng mọi người, bởi vì là vừa mới xuống là Hiền với Tiên bắt rất là nhiều, bắt nhiều mà bắt còn nhanh hơn Mai với bé Trâm nha. Bởi vì người ta thường nói là 30 chưa phải là Tết mọi người, đến chừng mà gần cuối clip rồi á, gần cuối chuẩn bị đi về rồi á, thì chị em Mai bắt được rất là nhiều nha. Với lại thì khi mà bắt á, thao nó nặng mọi người, chìm xuống đã rớt đi tầm đâu đó 4-5 con luôn á, nếu không mà cũng tầm hơn 100 con ha. Bây giờ thôi thì Mai cũng sẽ tạm dừng clip tại đây nha. Hôm nay thì sẽ đi thi cuộc thi là bắt con trai sông này xem ai nhiều và được trao phần thưởng người thắng cuộc. Clip sau thì Mai sẽ làm món nướng về, nướng mỡ hành về cái món con trai sông này nha. Bây giờ thôi Mai cũng sẽ tạm dừng clip tại đây nha. Hôm nay thì quay cái này giải trí cho vui. Mọi người xem video ủng hộ cho chị em Mai có động lực làm thêm nhiều clip nha. Tạm biệt và hẹn mọi người ở clip sau nha. Bye bye. Chị em Mai cũng đã về tới nhà rồi mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đổ vô cái thau này để mình rửa sạch qua nha. Rửa đi, bỏ xuống đây nha. Đừng lấy cái con sò này nha. Con sò để lại để ra. Mình ngâm quá trời luôn ha. Nó khô này cũng đẹp luôn. Nó khô lại. Trời ơi to. Có nhiều con ha mọi người. Nó rất là to luôn nha. Em mò rồi. Bộ nó có hình như bên mình á có mò được một con siêu già luôn. Cái này. Con nào ta? Con này với con nào? Con già lắm. Đây nè. Không phải. Cái này. Đó, hai con cặp đôi luôn. Đó, hai con già. Con này nữa nè. Trời to dữ trời. Bên Hiền với Tiên mỏ là con to không à, nhưng mà không có con nào mà to bằng vậy hết. Đây là ba con to nhất luôn mọi người. Rồi hết mấy con chép với con trai xong bỏ vô ngâm. Hết ra kìa. Hai con này đáng sao mà phải thả cho nó lớn đi nè. Con này là con trai sông nè. Trời ơi hai con nè. Ôi mình bỏ dưới ao mua mốc có sống không ta? Có. Trời ơi một thao đầy luôn mọi người. Đây. Một thao quá lựa luôn. Đi quá thao rồi. Mai rửa sạch mấy cái này xong hết rồi bắt đầu đi tắm rửa sạch sẽ chứ ngâm nước 4 tiếng đồng hồ rồi mọi người. Quá là dơ luôn à. Rửa thao này qua thao này nè. Dưới quê á, mọi người mà muốn đi ăn mấy con này á, hay là muốn bắt bán á, mình chỉ cần ra suối thôi. Nếu như mà muốn bắt cái con này á, thì mình đi ra cái chỗ cái sông nhỏ chỗ Mai bắt mọi người thì bắt được mấy con này. Còn mà muốn bắt mấy con chim chép á nha, bắt mấy con chim chép này á, thì mình đi ra suối. Suối thì rất là nhiều luôn mọi người. Nhưng mà mấy cái con này thì thịt nó không nhiều bằng mấy cái con này nè. Cái này thì mọi người đem đi nấu cháo hay là nấu canh bầu bí gì đó, nó rất là ngọt luôn. Ôi, con này mập như ha. Cái gì chang biết. Cái nào mà nó u ha này ra nó mập dữ lắm luôn á. Ôi chai nè.
ngọc trai nữa. Đúng rồi, lòng ngọc trai nó chuẩn bị thành ngọc trai rồi đó. Cái con này nè mọi người, nó không có dơ giống như là mình đi bắt ốc. Mấy con ốc á, về là mình phải muốn ăn á, mình phải ngâm tầm khoảng đâu đó một tuần lễ thì nó mới sạch hết nha. Còn mấy con này thì mình không cần phải ngâm lâu quá. Nãy giờ là rửa tầm 2 lần nước rồi. Giờ bỏ qua cái thao nước bên này, bắt đầu là mình sẽ ngâm nha. Đây là cái con già nè, siêu già luôn. Con này là không biết là có ngọc trai hay chưa. Mọi người coi nè, nó lên mấy cái đốm trắng này là mấy con già nè. Thường thường là người ta lấy ngọc trai á, cấy ngọc trai á, thường thường là người ta sẽ cấy vô trong cái con trai xong, con trai bự vậy nè, để nuôi ngọc trai bên trong. Rồi, mai sẽ ngâm bên này nha. Này thì lấy thêm một xô nước nữa để mình ngâm bên này. Rồi, để ngâm hai thao luôn đi chăm. Đây đây đây, nào, chị đổ qua đây nè. Ngâm hai thao luôn. Rồi, hẹn mọi người ở ngày mai, bắt đầu chị em Mai sẽ làm món nướng nha. Cái này là nướng mỡ hành. Đem đi luộc xong rồi lấy cái phần vỏ của nó mọi người bỏ lên trên cái vị nướng mỡ hành ăn.